gì đâu mà. Cháu ơi. Alo. Cháu ơi, cô bảo này. Alo. Cô đang nhắn thầy, cô hỏi các bạn ở đâu mà chưa thấy vào nha. Con chờ một tí, chịu khó chờ một tí nha.
Cô đang nhắn thầy đấy, con chịu khó một tí rồi cô ấy, cô nhắn lại cho, cô báo lại. Bởi vì ít quá là không thể học được.
Cô vừa mới nhắn với thầy, thầy bảo là chờ các bạn một tí, các bạn kia nhầm lịch tưởng thứ ba. Chờ một tí nha. Vâng. Vâng. Sao vào muộn thế Nhật Minh? Minh ơi. Câu hỏi này. Sao hôm nay con vào muộn đây? Alo? Nghe không? Hôm nay con tưởng thứ ba. Nào.
Các bạn tranh thủ nhìn lên trên màn hình đi. Nhìn lên màn hình rồi học bài cũ. Chắc là cũng chưa làm bài tập về nhà đâu chứ gì. Đấy, ui trời. Tất cả các bạn bật cam lên đi. Vào lớp rồi bật cam lên đi. Bật cam lên. Sang với Châu nào, vào muộn rồi đừng có lắm mất thời gian nữa nào. Sang. Hà Sang đâu? Bật cam lên. Mình ghê, đã vào muộn là các bạn còn không có ý thức nữa. Ngay cả lớp chỉ có đúng mỗi Minh Châu là nhớ nhớ giờ vào học thôi hả? Cả lớp chỉ có đúng mỗi Minh Châu là nhớ giờ vào học. Đúng không? Không phải đâu, bởi vì chuông kêu ơi. Tại vì sao? Em mới nó kêu lên là em mới vào học thôi. Là không ai nhớ giờ cả. Là chốt lại không ai nhớ giờ vào học cả. Con cũng có mấy tưởng thứ ba. Trời ơi. Hà Sang ơi. Dạ. Ừ, bật cái cam lên. Dạ, thì cô có thấy mặt con đâu. Xem bài cũ đi. Hôm bữa nói làm bài cũ chắc cũng chưa làm đâu. Làm bài tập về nhà chắc cũng chưa làm đâu. Xem bài cũ đi nha. Không phải mà cứ ngồi thẫn thờ đâu. Đọc và dịch đấy. Lo mà đọc đi. Nhật Minh ơi, đọc cho cô đoạn 1 Nhật Minh ơi. Okay. The cô đọc lại cái từ thứ hai cho con đi cô. The Gargantia. The Gargantuan Temple or Immortal. The temple or over 5,500 years old. They are the oldest buildings in the world. Rồi, thế thì the oldest hay là the oldest? The hay the? The. Vì sao cái chữ O nó đứng đầu tiên, nó thuộc cái uể oải mà con lại đọc the? Cô đã giảng cho Nhật Minh một cái kiến thức là những nguyên âm đứng đầu thì mình phải đọc là gì? Vì. Ừ. Ví dụ này, the oldest hay là the apple
đúng không? The apple này, vì gì? Rất là nhiều. Cô đã dặn rồi, khi mà nguyên âm là những cái gì này? Là những từ ở trong uể oải ấy, những chữ trong uể oải ấy, thì mình sẽ dùng là the chứ không dùng the. Rồi. Thứ hai nữa, cái chữ này đọc là motel chứ không phải là motel hay là cái gì con vừa đọc nhá, motel. Rồi đoạn thứ hai Minh Châu ơi, đọc đi, đọc cho cô nào. Có thấy màn hình đang chuyển động không? Có. Ok, đọc đi nào. Em cho cô là the longest bridges in the world are the two bridges over Lake Pontchartrain in the USA. The bridges are nearly 20 to 24 miles 20, long. 20, 24. 24 miles long. You miles long. Mile long. You can't see land from the middle of the ridges. Rồi. Đoạn thứ 3, Hà sang đọc cho cô đoạn 3 nào. Russia is the biggest country in the world. It is 17,500 square kilometers. That is 12.5 of the Earth's surface. In Russia, there are 11 different time zones. Russia is between Europe and Asia. Tìm lại cho cô cách đọc 12.5%. Lát nữa cô sẽ hỏi. Đoạn cuối cùng Nhật Minh đọc cho cô. Nhật Minh. Cô vuốt lên đi cô. Cô vuốt lên rồi mà. Đâu? Được cô. The longest river in the world is the Nile. The Nile is 6,695 kilometers long. The Nile flows through nine countries in Africa. The last country is Egypt. From Egypt, it flows into the Mediterranean Sea. Rồi, thứ nhất là sai, đọc sai từ này là một cái từ sai là không chấp nhận được đó này. Sau cái nét nhỏ nhỏ để cô sửa lại cái nét nét bút ạ. Đầu tiên cái từ nếu mà Nhật Minh đọc sai là không chấp nhận được. Từ thứ hai là từ từ này đọc sai. Thứ ba từ này ơi. Tìm lại cho cô cách đọc những từ này. Đó. Sửa lại cho cô những cái lỗi, những cái từ đấy đi cô. Sửa lại.
Hà sang, mấy 5% đọc như thế nào con? Yes, 12.5%. Không, cái dấu chấm nó đọc như nào? 4. Sao lại 4 ở đây? 12.5%. Cái dấu chấm nó là giờ o từ cơ mà. Dot 12.5%. Có đúng không? Yes. Ừ. Thứ hai nữa, cái đoạn văn của Sang, Sang bị sai một lỗi. Chứ không phải là between gì hết, này là between. Between. Thứ hai nữa là cái từ Russia. 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 Thứ ba. Thứ ba là different, chứ không phải là different, mà nó là different. Nó chỉ có hai âm tiết thôi. Diff. Different. Different. Đấy. Cái này là Europe. Này, Europe. 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 Cái bút này cái gì chứ? Ok. Nhật Minh sửa được Nhật về. Cô bảo thì sửa được những lỗi phát âm mà cô gạch chân cho mình chưa? Hả? Đọc lại những từ đấy đúng nhất có thể đi. Nào, alo đâu rồi? Sửa lại những từ đấy. Sao? Từ thứ nhất là river. Ừ, river. Từ thứ hai nào? Con đang là... Con sẽ đọc như thế nào từ thứ hai? Nếu cho con chọn cách đọc. Từ thứ hai đọc là gì? Nhanh, 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 nhanh. Nhanh nhanh Minh ơi, muộn giờ rồi. Ừ, close. Từ thứ ba nào? Nhanh lên Minh ơi, từ thứ ba nào? Minh. Ủa? Đọc đi nào. Sai có sửa cái bạn này. True. 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 Ừ. Từ thứ tư, từ cuối cùng đi. Hidden. Hả? Hidden. Cô chưa nghe. Nó đọc là Egypt. Egypt. Rồi, rồi chưa nhớ nhé. Nào làm nhanh cái bài cuối cùng đi các bạn. Làm nhanh bài cuối. Mỗi bạn một câu đi. Bài cuối nhé. Làm nhanh, làm nhanh. Linh Châu nào nhớ cô hai không? Làm cô hai nè. Ok, đúng rồi. Lake Pontchartrain is in the USA. Được rồi. Câu thứ ba, Hà Sang, Russia nào. Con là cô là Russia. Con sẽ nối vào A. Đọc cả câu coi. It's the longest river in the world.
Cô sang nói longest river. Longest river. Không phải rồi. À, Russia cô làm gì phải longest river? Cô ạ. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Nó là biggest country in the world, nước Nga, lớn nhất thế giới, đúng không? Rồi, thế thì câu cuối cùng là đối với cái con sông dài nhất thế giới thôi. The Nile is the longest river in the world. Rồi, đáp án tiếp theo. Nay chúng ta học về lesson 6, unit 9. Okay, now, lesson 6, listening. Activity 1, listen and complete. Nhà màn hình bị lag rồi. Ờ, bây giờ các bạn đọc qua cái bảng đấy đi. Đọc qua cái bảng này đi. Lát nữa, nếu mà không đọc qua là lát nữa nghe không có có ra đâu. Không đọc qua là chịu đấy, không nghe được đâu. Phải đọc hết các thông tin ở trên bảng này đi. Lát nữa nghe không có ra đâu nha. Nhật Minh đọc chưa Nhật Minh? Con đang đọc mà cô. Ừ. Cô có thấy con cắm cúi xuống dưới bàn không à? Các bạn phải đọc hết thông tin ở trong cái bảng này. Không lát nữa nghe là mình không biết cách phát âm mấy cái từ trên bảng là đến khi nghe không ra đâu. Được chưa? Nghe nhá. Nghe nhá. Yes. Complete the text. Listen and complete the table. Number one. What's the biggest lake in Egypt? Is it Lake Nasser? Yes, it is. What's the longest river in Egypt? The Nile. Yes. What's the highest mountain in Egypt? Mount Catherine. That's right. Number two. What's the biggest lake in Spain? Is it Lake Sanabria? Yes, it is. What's the longest river in Spain? The Tagus. That's right. What's the highest mountain in Spain? It's Mount Tide. Yes. Number three. What's the biggest lake in Brazil? Is it Lake Patos? Yes, it is. What's the longest river in Brazil? The Amazon. That's right. What's the highest mountain in Brazil? Is it Fog Peak? Yes, it is. Nghe lại lần nữa nào. Listen and complete the table. Number one. What's the biggest lake in Egypt?
Is it Lake Nasa? Yes, it is. What's the longest river in Egypt? The Nile. Yes. What's the highest mountain in Egypt? Mount Catherine. That's right. Number two. What's the biggest lake in Spain? Is it Lake Sanabria? Yes, it is. What's the longest river in Spain? The Tagus. That's right. What's the highest mountain in Spain? It's Mount Tide. Yes. Number three. What's the biggest lake in Brazil? Is it Lake Petos? Yes, it is. What's the longest river in Brazil? The Amazon. That's right. What's the highest mountain in Brazil? Is it Fog Peak? Yes, it is. Sorry, các bạn nghe cái cuối luôn nha. Cô học cái cuối mất tiêu. Cô không cho nghe cái cuối cô. Đã từ từ bình tĩnh, cô cứ học mất cái cuối. Nghe nha. What's the biggest lake in the... Khoan đã. Yes, it is. Number four. What's the biggest lake in the UK? It's Loch Ness. That's right. What's the longest river in the UK? Oh, I don't know that. The longest river in the UK is the Severn. What's the highest mountain in the UK? Is it Ben Nevis? Yes, it is. Very good. Okay, nghe được hết và điền được hết chưa? Đã điền vào yes. Hết chưa? Okay, người ta cho hẳn cái đáp án luôn rồi mà. Thế bây giờ mình điền vào được hết rồi ha. Nào, ai đã nhắc lại cho cô cái ô đầu tiên này là nước gì đi? Quốc gia nào đi? Bật mic lên và nói thôi. Spain. Đúng rồi, Spain là nước Tây Ban Nha đúng không? Rồi, con chưa thấy màn hình của cô. Ôi, chưa thấy à? Ok, còn cột thứ ba này là nước gì đây? UK, the UK. The UK. Rồi, tiếp tục. Nước gì đây các bạn? Brazil. Yeah, Brazil. Rồi. Ok, rồi. Nghe rõ các câu hỏi của cô và trả lời nhé. Ví dụ cô sẽ hỏi này là What's the biggest lake in Spain? Thì các bạn phải trả lời là It's like Sanabria. Được chưa? Nghe rõ câu hỏi của cô này, mỗi bạn sẽ có 3 lượt trả lời này. Bạn nào đúng nhỉ? Con nói sao Minh? Cô hỏi cái câu đấy là gì? Cô hỏi các bạn này là What's the biggest lake in Spain? Đúng không? Thì các bạn phải trả lời là It's Lake Sanabria. Được chưa? Cô thì cái câu hỏi đấy cô. Này, nhìn vào đây nha. Ở đây mình có cái cột biggest lake, có nghĩa là cái hồ lớn nhất. Cái hồ lớn nhất đúng không? Thì cô hỏi là What's the biggest lake in Spain? Cái hồ lớn nhất ở Tây Ban Nha là cái hồ nào? Đúng không? Đấy, hay là What's the longest river in Spain? Cái sông, con sông dài nhất ở Tây Ban Nha là con sông nào? Rồi hay là What's the highest mountain in Spain? Ngọn núi cao nhất ở Tây Ban Nha là ngọn núi nào? Được chưa? Ra chưa?
Mình hiểu bài chưa? Rồi, ai xung phong đầu tiên nào? Mỗi bạn sẽ có 3 lượt trả lời rồi mình đi ha. Mình trả lời cho cô này. What's the longest river in the UK? The Severn. It's the Severn. What's the highest mountain in Brazil? Frog Peak. Frog Peak. What's the biggest lake in Egypt? Lake Nasser. Yes, it's Lake Nasser. Now, okay, the next one, Hassan, please. What's the biggest lake in the UK? It's Loch Ness. It's Loch Ness. What's the longest river in Egypt? It's the Nile. No. Big okay, the Nile, okay? The Nile. What's the highest mountain in Spain? It's Mount Tate. Okay, it's Mount Tate. Okay. Now, Mincho, please. Can you tell me what's the longest river in Brazil? In the Cola. The Amazon. The Amazon. What's the biggest lake in Egypt? Biggest lake in Egypt. Like Patos. Biggest lake in Egypt. Like Nasser. Like Nasser. What's the highest mountain in the UK? What's the highest mountain in the UK? It's Ben Nevis. Ben Nevis. Nào, hai bạn tương tác cho cô nào. Nhật Minh và Hà Sang. Nhật Minh hỏi trước, hỏi 3 câu. Sau đấy Hà Sang hỏi ngược lại. Mình quên câu hỏi của cô ơi. Cô sẽ viết cái mẫu câu hỏi. Nó có trong sách mà cô. Rồi, đó, lồng vào mà hỏi thôi. Mình hỏi đi con. What big lake in Egypt? Sang ơi, trả lời đi Sang. Is the Nile. Biggest lake in Egypt, cơ mà. It's like Nasser. Mà cái đấy, cái lúc nãy con đọc ấy là the Nile chứ không phải là Nile là cái gì đâu. The Nile đọc tùm lum nè. Rồi hỏi tiếp Minh. Minh hai câu hỏi lần nữa Minh, chú ý tập trung vào. Minh ơi, hai câu hỏi nữa. Con quên bật mic. What longest river in Spain? Spain. One more time. Minh ơi, bạn kêu hỏi lại kìa. It was longest river in
Ben. River. River. Is the Tigers. What's highest mountain the UK? Is Ben Nevis. Ben Nevis. Ben Nevis. Rồi. Hỏi lại đi con. What's the biggest lake in Russia? It's Lake Poitou. What's the highest mountain in Egypt? It's Mount Catherine. Catherine. What's the longest river in Spain? It's the Tiger. Rồi, Minh Châu ơi, Minh Châu sẽ chọn tương tác với ai? Minh Châu tương tác với... Cô chọn đi. Con chọn đi, cô cho con chọn đấy. Không, cô chọn này đi. Thế thì Sang ơi, Sang giúp cô tương tác với bạn nha. Sang hỏi trước đi nào. What's the biggest lake in Brazil? It's Lake Patos. What's the longest river in the UK? The Severn. What's the highest mountain in Spain? It's Mount Tider. Hỏi ngược lại nào. What's the biggest lake in the Spain? Like San Sebastian. What's the longest river in the Egypt? The Nile. What's the highest mountain in the UK? Ben Nevis. Rồi. Tiếp tục với bài tiếp theo. Speaking, ask and answer. Mình vừa mới làm luôn rồi ha. Mình vừa mới làm luôn rồi. Thì có nghĩa là các bạn đây cho cô một tí, cô phân tích cái cấu trúc một tí này. Ở đây mình có ba cái từ. Ha? Ba cái từ chỉ đặc điểm. Thứ nhất là long. Có nghĩa là gì các bạn? Long là gì ta? Long là dài. Đúng rồi, long là dài. Big là gì? Big là lớn. Đúng rồi. High là gì? Cao. Cao. Đúng rồi. Thế thì khi mình đặt câu hỏi cho những từ này, thì mình lưu ý là gì? Khi mà muốn chỉ cái sự là ví dụ dài nhất hay là lớn nhất hay là cao nhất. Đúng rồi. Thì mình phải thêm đuôi e. Cái gì? Long rồi. Rồi, để cô giải thích cho các bạn. Im lặng đi. Này, cô giải thích cho. Khi mà mình chỉ cái sự nhất ấy, đúng không? Dài nhất, cao nhất, lớn nhất gì đấy. Thì hôm bữa cô đã dạy cho cái cấu trúc là so sánh nhất cho các bạn rồi.
Cấu trúc so sánh nhất là phải có gì đây? Cái chữ the đứng đầu và thêm đuôi est vào tính từ ngắn nữa. Có nghĩa các bạn nhìn vào đây này. Có chữ đấy, có chữ est cái từ ngắn này. Rồi cộng thêm một cái từ này, được chưa? The biggest lake. Rồi hay là the longest river. Đó. Những cái có đuôi est thì nó chỉ cái sự là gì? Nhất thôi. Ví dụ biggest lớn nhất, longest dài nhất, highest là cao nhất, thế thôi, đúng không? Đó, lưu ý cho cô phải có the này, có đuôi est với tính từ ngắn này. Và một cái danh từ nữa, được chưa? Ok. Chúng ta chuyển sang writing. Writing. Chúng ta thử xem mình hiểu cái gì không? Đọc qua xem mình có hiểu cái gì về cái này không? Writing này nó chỉ cho mình những cái cấu trúc, những cái ngữ pháp. Được chưa? Có vẻ như các bạn đọc vào sẽ rất là mơ hồ nha. Thử đọc xem mình hiểu gì không? Đầu tiên, adverbs. Adverbs là cái gì? Trạng từ. Chỉ sự thường xuyên, frequency. 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 Rồi, giải thích này. Nhìn lên đây, tập trung lên bảng. Cái phần này khó. Những cái phần mà thuộc ngữ pháp thì các bạn cố gắng tập trung đi nhá. Mặc dù nó sẽ hơi nhàm chán nhưng mà phải được cái phần này. Rồi, đầu tiên, adverbs. Frequency tells us how often something happens. Có nghĩa là trạng từ chỉ sự thường xuyên nói với chúng ta cái tần suất một thứ gì đó xảy ra. Tần suất một thứ gì đó xảy ra. Chúng ta thường đặt trạng từ chỉ sự thường xuyên ở trước động từ. Đây, ví dụ trong câu này. I always go to the shopping mall. Có nghĩa là tôi luôn luôn đi cái gì đấy? Siêu thị mua đồ gì đấy? Được chưa? Thì các bạn thấy cái động từ trong câu này. Động từ trong câu này là câu không? Đó. Thì trạng từ nó đi trước cái động từ này. Trạng từ là always. Đúng không? Có phải trạng từ là always không? Chỉ cái tần suất thực hiện hành động nhá. Nghe lại này. Nghe lại cô xóa, cô giảng lại này. Cho những bạn không hiểu. Người ta nói trạng từ chỉ sự thường xuyên. Nói với chúng ta cái tần suất mà một thứ gì đó nó xảy ra. Đúng không? Chúng ta thường đặt trạng từ chỉ sự thường xuyên ở trước động từ. Đặt trạng từ chỉ sự thường xuyên ở trước động từ. Đầu tiên định nghĩa lại cho cô động từ là gì? Ai định nghĩa được động từ là gì không? Đầu tiên động từ là những từ chỉ hành động. Được chưa? Thế thì trong cái câu I always go to the shopping mall. Thì cái động từ trong câu này là gì đây các bạn? Go to shopping mall. Cái từ go thôi nha. Từ go là động từ. Thế thì cái trạng từ nó phải đặt ở đâu? Trạng từ chỉ sự thường xuyên đặt ở đâu? Đặt ở sau. Đặt ở sau thói quen. Trạng từ chỉ sự thường xuyên đặt ở ngay trước động từ. Ngay trước động từ. Bây giờ các bạn nhìn vào đi. Cái trạng always. Từ chỉ sự thường xuyên là always. Cái trạng từ chỉ sự thường xuyên là always. Thì các bạn có thấy nó đặt ngay trước từ go không? Đó, thì có nghĩa là nó đặt ngay trước động từ, được chưa? Nhớ nha, trạng từ nó đặt ngay trước động từ. Rồi, ví dụ câu tiếp theo này. I never go to the shopping mall. Cái từ never là trạng từ, được chưa? Đây, nó đặt ngay trước động từ là go đấy. Tôi không bao giờ mà tôi đi siêu thị cả, được chưa? Tôi không bao giờ tôi đi siêu thị. Thì never, được chưa? Never cũng là một trạng từ chỉ sự thường xuyên.
Như thế nào là chẳng chẳng từ chỉ sự thường xuyên đấy? Hả? Cái hành động nó lặp đi lặp lại, đúng không các bạn? Thì đó là thường xuyên, được chưa? Rồi, chỉ cái tần suất của nó, ví dụ này, luôn luôn này, hoặc là thường xuyên này, hay là gì đó, không bao giờ này, được chưa? Rồi, đầu tiên là hiểu cái ý mà phải đặt trạng từ chỉ sự thường xuyên ngay trước động từ chưa? Hiểu cái ý này chưa? Châu ơi, Châu hiểu ý này không? Có. Rồi, cái ý thứ hai là some adverbs of frequency can go at the beginning or the end of a sentence. Có nghĩa là cái những một số cái trạng từ chỉ sự thường xuyên thì có thể đi trước the beginning, có thể đi trước, đi đầu câu này, hoặc là kết thúc của câu. Ví dụ đối với từ sometimes, đúng không? Thì chúng ta có ba cách đặt, một là giữa câu này, hay là cuối câu, hay là đầu câu này. I sometimes go to the shopping mall. Tôi thỉnh thoảng mới đi trung tâm mua sắm này. Hay là tôi, nói chung nó đều dịch là tôi thỉnh thoảng đi trung tâm mua sắm chứ không, nhưng mà ý là nó sẽ có ba vị trí đang khác nhau ha. Đấy, nó có thể đặt ở khắp nơi. Còn đối với những trạng từ như thế này, như always and never, nó bắt buộc phải đi trước. Đi trước, go. Không phải bắt buộc mà là usually, thường. Thường là phải đặt nó trước cái động từ. Được chưa? Còn đối với mấy cái trạng từ như sometimes này, thì mình có thể đặt ở bất kể vị trí nào, đầu hay giữa hay đuôi, đều ok là. Ok, được chưa? Rồi, thế thì bây giờ các bạn à, nhìn sang cái bài 3 đi. Các bạn nhìn sang cái bài 3. Trong bài 3 ấy, thì tất cả những cái câu ở dưới đây nó đều sử dụng ba cái trạng từ mà mình vừa nhắc đến. Thứ nhất là always, thứ hai là never, và thứ ba là sometimes. Thì như các bạn đã biết, always và never nó hầu hết đều phải đi trước động từ cả. Thì các bạn dựa vào những kiến thức mà các bạn vừa đã được cô... các bạn cũng nghe cô nói đã. Các bạn dựa vào những kiến thức vừa rồi các bạn đã nghe cô giảng. Các bạn làm cho cô cái bài 3 trong vòng 2 phút nhá. Rất là dễ thôi. Đặt lại. Các bạn tick true or false. Xong đấy các bạn sẽ chữa lại cho cô luôn nhá. Chữa lại cho cô luôn. Cho 5 phút đi, cho thoải mái nhé. Nhớ là tích xong còn phải chữa lại đấy nha. Các bạn coi chữa lại như thế nào.
Cô kiểm tra đi cô. Xong nhanh vậy hả? Rồi, thế Nhật Minh nào làm cho cô câu từ từ đầu tiên Nhật Minh là ok, Nhật Minh làm cho cô câu 2 nào. Câu 2, true or false? False. Ừ, rồi chữa lại cho cô nào. Chữa lại cho cô nào. No, cô ạ. Allison never cooks. Đúng rồi, Allison never cooks. Rồi câu thứ ba, Hà Sang nào. Con nó câu là true. Ừ. Ok, đúng rồi. Sometimes có thể đặt ở bất kỳ chỗ nào. You watch DVDs sometimes. Minh Châu câu 4 nào. Đâu cô là cô muốn là sai. False. Ok, chữa lại nào. Cô là bởi vì chữ always luôn luôn là sẽ ở bình thường trước. Rồi con chữa lại đi, con chữa lại đi. Thay cái vị trí của nó đi. Em sẽ là the boys always play football. Mm-hmm. The boys always play football. Okay. Câu 5 Minh ơi. Câu 5 Nhật Minh nào. Cô là false. Ừ, chữa lại nào. I always go swimming on Saturday. Ừ, I always go swimming on Saturday. Rồi câu 6 đi Sang ơi. Con cô là yes. True, true. Ừ. Okay, true. She sometimes plays chess. Okay. Câu 7, Châu nào. Châu ơi, câu 7 nào. Em đọc câu 7. There never is interline food. They... Là true or false? Em thưa cô là false ạ. Tại sao? Thế con chữa lại như nào, nếu là false thì mình chọn thế nào? Châu, nếu là false thì mình chữa lại như thế nào? Con chọn true. Ừ, true. Never nó đứng ngay trước động từ là đúng rồi mà. Rồi, nay cái bài này, bây giờ mình làm cái bài này đi. Em làm đúng không? Sao? Chắc em nhầm từ phâu là từ đúng á. Rồi, bây giờ các bạn làm cho bài này. Review 3, complete crossword. Ok, down. Rồi các bạn nhìn vào các bạn thử làm xem đi các bạn ơi. Câu 1 hòa nhạc là concert. Xong câu 2. Câu 2 là cái gì đấy? Dễ học rồi. Câu 3. Học rồi. Câu 4. Câu 4 đâu? Ừ, câu 4 là gì nhỉ?
cái gì ground ta? Playground. Con thấy màn hình cô đứng yên của. Màn hình cô đứng yên mà. Xong chưa? Các bạn làm xong đi rồi cô chữa này. Con vẫn thấy bài chưa không? Cái gì con? Con vẫn thấy bài chưa không? Rồi, thế thì để cô lăn lên. Cô lăn lên rồi đó, ý là cái màn hình nó bị đờ. Cô vừa thoát ra thì nhìn thấy. Rồi, thấy chưa? Làm đi các bạn, làm đến giờ 25 cô chưa? Ừ. Con đâu cô, con làm hết xong rồi. Đỉnh quá. Rồi, làm câu 1, làm câu 2 cho cô nào. Đầu tiên, câu 2 là từ gì đây con? Minh. Minh nói Minh làm xong rồi mà Minh chả chịu đọc cho cô là sao? Alo Minh, câu 2 là từ gì? Bật cái mic. Con đã từ. Con quên từ này rồi. Đấy, thế mà kêu con làm xong hết rồi, con giỏi quá. What the fuck? Hà Sang đi, Hà Sang ơi. Con đợi cô là từ what the fuck? Đánh vần luôn nào, đánh vần hết một lượt luôn. W A T E R F A L L. Ok. Rồi. Cột thứ 3 là Minh Châu ơi, cột thứ 3 là gì con? Cô, cột thứ 3 là từ mountain. Rồi, đánh vần luôn. Em
O U N T A I N. Ok, rồi, Martin. À, cột thứ tư Nhật Minh. Con nó có cột thứ tư là park. Sai rồi. À, cột thứ tư bạn nào đây? Hà Sang. Cột thứ tư Hà Sang là gì nhỉ? Con nó có là playground. Đúng rồi, chính xác, playground đánh vật luôn. P L A E Y D. I don't know. G O U N D. Ok. Rồi. Cột thứ 5, cột thứ 5 Minh Châu ơi. Cột thứ 5 em thơ cô. Em từ thứ 5. Nhưng mà cột thứ 5 em không biết nghĩa của nó là cái gì đó. Cột thứ 5 là tiệm cà phê. Thì em sẽ đánh đi. Coffee. Nhật Minh đi. Nó có là vần. Coffee. C A F E. Rồi. Cột thứ 6 nào. Cột thứ 6 ai? Câu này dễ nhỉ, Minh Châu đi. Mình. Cột thứ 6. Cô là B R. Hả? B R. Rồi, ok, có nghĩa từ này từ bread đúng không? Bánh mì. Cột thứ 7 nào. Rồi Nhật Minh. River. I E E R. Rồi. Cột thứ 8. Hà Sang, Hà Sang cột 8, Hà Sang này. Lemon. L E M O N. Ok. Xong. Được rồi. Cột này, cái cột này xong. 12 đi các bạn. Write the correct words. Chúng ta có một số từ như cafe, library, shopping mall, sports center, cinema, and swimming pool. À, cô chưa vuốt lên á? Cô vuốt lên rồi, nhưng mà do màn hình đơ. Ok, là làm xong bài này đi rồi mình nghỉ. Làm nhanh nhá. Con làm xong rồi cô. Nhanh quá. Rồi. À, đầu tiên là cô xem nào, cái câu 1 lizards not cleans at a weekend.
She always goes swimming at a swimming pool. Rồi câu 2 Nhật Minh làm cô xem. Đọc cả câu. As a cinema and see sometimes watches a film. Cả câu luôn con ơi. Con đọc cả câu rồi mà. Đọc lại con nghe nào. As a cinema and see sometimes watches a film. Một câu thì nó sẽ kết thúc bằng dấu chấm và bắt đầu bằng một chữ viết hoa mà tại sao con lại đọc giữa câu vậy? Ờ. Một câu nó bắt đầu bằng chữ viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm cơ mà. Nhưng mà tại sao mình lại đọc giữa câu ấy? Có nghĩa là cô yêu cầu Nhật Minh đọc một câu thì Nhật Minh phải đọc cái câu này Nhật Minh này. Từ see sometimes, Nhật Minh đã học chính tả trong tiếng Việt chưa? Một câu nó bao giờ cũng bắt đầu bằng một chữ viết hoa và kết thúc bằng một dấu chấm. Nhưng Nhật Minh lại đọc từ F, D, D, D đây, xuống đến phim. Tại sao lại đọc ở giữa câu vậy? Cô hỏi Nhật Minh đã học chính tả trong tiếng Việt chưa? Đọc rồi. Thế thì một câu sẽ bắt đầu bằng chữ viết hoa và kết thúc bằng một dấu chấm mà tại sao mình lại đọc giữa câu vậy? Đọc lại cho cô đi. Đừng làm mất thời gian nữa, hết giờ rồi. Nhanh. Thao tác quá chậm chạp. Có đọc được không? Không có. Swim nhanh. After swim pool, see some time shop. After cinema and see some time watches a film. After shopping mall. Có nghĩa là phương án thứ hai là mình chọn từ cinema và phương án thứ ba là shopping mall. See some time shops. Sorry, cô thấy hơi ngược nha. See sometimes sai cô ạ. Sai rồi. Sai hoàn toàn luôn. Là phải see sometimes shops at the cave. Thôi các bạn đừng nói nữa mệt lắm. Đi mua cà phê cô ạ. Các bạn tào lao không ạ? Cái lý do mà cô nói mình đọc cả câu là vì vậy đó. Im lặng đi, tắt mic hết đi. Nhật Minh đọc thiếu, Nhật Minh không đọc cả câu cho nên dẫn đến cái việc là điền đáp án sai. Nghe cô đọc này, cô ấy thỉnh thoảng đi mua sắm. Đi mua sắm ở đâu? Shopping mall. Ở đây là shopping mall nè. Các bạn hay thật sự chứ, cô ấy thỉnh thoảng đi mua sắm thì phải đi mua ở trong shopping mall chứ. Sao lại đi mua sắm trong rạp chiếu phim? Cái gì? Từ dưới cinema. Từ thứ hai này, từ dưới phương án thứ ba này mới là cinema. Nghe đây. Và cô ấy thỉnh thoảng xem phim ở trong rạp chiếu phim. Dưới này mới là cinema. Điền tùm lum không à? Không đọc cả câu thì làm sao mà điền được? Cứ đọc qua loa vậy. Cái gì? Thứ tư là cà phê. Thứ tư cô có hỏi con đâu. Ờ nhưng mà cô không hỏi. Tự nhiên không hỏi cũng trả lời đấy. Cái của mình thì không lo đâu. Trả lời sai tùm lum vậy đó. Câu thứ 5 Minh Châu đi Minh Châu ơi. Các bạn thứ 5 Châu chọn cái gì ấy? Câu thứ 5 mà. Câu thứ 5 em sẽ chọn là with her friends and she sometimes read books at the library. Đúng rồi, library. Có thứ 6 Hà Sang rồi. Con cô là she always plays tennis at the sports center too. Đúng rồi, sports center. Too.
Sports center có nghĩa là cái trung tâm thể thao đúng không? Rồi. Cuối giờ cho nghỉ này. Làm nó bạch cuối bị mắng nữa rồi cho nghỉ. Làm như thế nào mà đúng nhất có thể đi. Đọc nhanh nhá, cái này dễ thôi. Chỉ cần điền cái mà người ta đánh dấu nhân và hai dấu tích đấy vào là được. Hiểu không? Ví dụ này, sometimes là một dấu tích thì ở đây người ta viết một dấu tích. Rồi, ok, câu 2, Hà Sang đi nào. The boys never go to the museum. Rồi, câu 3, Minh Châu. Câu 3, em thật từ. Đọc lên. You always ride your bike to school. Rồi, câu 4, Nhật Minh. Jake never play football in the park. Sai rồi. Sai. Con thấy một dấu tích mà sao con lại điền never vào Nhật Minh? Một dấu tích thì nó tương ứng với cái từ gì đấy? Always. Đọc lại. Jake sometimes play football in the park. Rồi, có 5. Câu 5, we always have breakfast in the morning. Ok, rồi câu cuối Châu đi. Câu cuối Châu đi. Câu 6 là my friends never want things. Ok, thank you các bạn. Rồi, thế buổi học đến đây là hết. Nhớ học cái bài cũ, cái phần mà sometimes, never và always. Rồi, và thường thì cô nói vào thứ tư cô không ra bài tập bằng video, nhưng bài tập về nhà là phải học. Nhớ nhá, học các cái về sometime, never và always. Rồi, hẹn các bạn vào chủ nhật. Bye bye. Goodbye, teacher. Bye bye các bạn.